Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: Cá mập và cá voi đã mua 93.000 Bitcoin kể từ tháng 4. Theo dữ liệu từ Sentiment, những người nắm giữ này đã trở nên thận trọng hơn trong vài tuần qua. Chỉ báo phân phối nguồn cung đo lường tổng lượng Bitcoin mà mỗi nhóm ví trên thị trường hiện đang nắm giữ. Các địa chỉ được chia thành các nhóm ví dựa trên tổng số Bitcoin mà chúng đang mang hiện tại. Ví dụ, nhóm từ 1 đến 10 Bitcoin bao gồm tất cả các nhà đầu tư đang nắm giữ ít nhất 1 Bitcoin và nhiều nhất là 10 Bitcoin. Có hai nhóm nhà đầu tư được quan tâm, đó là nhóm cá mập và cá voi. Do số lượng Bitcoin mà ví của các nhóm này nắm giữ, chúng có thể có ảnh hưởng lớn trên thị trường. Sentiment đã xác định ví của những con cá mập và cá voi này chứa từ 10 đến 10.000 Bitcoin. Đây là biểu đồ cho thấy xu hướng trong phân phối nguồn cung của nhóm ví này trong vài tháng qua. Có thể thấy rằng lượng nắm giữ kết hợp của cá mập và cá voi Bitcoin bắt đầu quan sát thấy một số suy giảm khi đợt tăng giá diễn ra vào tháng 3. Khi các nhà đầu tư này đang phân phối, giá chủ yếu đi ngang, ngụ ý rằng chính việc bán ra từ các nhóm này có thể đã làm chậm đà tăng. Sau đó vào giữa tháng 4, khi tiền điện tử đạt mốc 31.000 đô la, nguồn cung của cá mập và cá voi ngược lại cũng chạm đáy trong ngắn hạn. Những nhà đầu tư này sau đó bắt đầu tích lũy khi giá của Bitcoin có xu hướng giảm. Mô hình này ngụ ý rằng những cá mập và cá voi Bitcoin đã bắt đầu nắm bắt cơ hội do sự sụt giảm mang lại để mua vào một cách thông minh. Kể từ khi hoạt động mua này bắt đầu vào tháng 4, cá mập và cá voi Bitcoin đã thêm tổng cộng khoảng 93.000 Bitcoin, trị giá 2,6 tỷ đô la vào ví của họ. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, nguồn cung của chúng đã bị đình trệ do tài sản phải đối mặt với một số khó khăn. Xu hướng đi ngang này của chỉ báo có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư lớn này hiện đang thận trọng trong việc mua thêm. Nếu họ bắt đầu tích lũy trở lại, đó sẽ là một dấu hiệu ủng hộ được tăng giá. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Người sáng lập Mastery ủng hộ việc mua Bitcoin và ETH. Ryan Selkis, người sáng lập Mastery, mới đây đã đưa ra nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ in rất nhiều tiền. Một động thái có vẻ như là một cách tiếp cận để giải quyết một số vấn đề tài chính đang hoành hành nền kinh tế. Trích dẫn nguyên nhân hành động tiếp theo có thể xảy ra của Fed, Ryan Selkis đã khuyên các nhà đầu tư nên mua Bitcoin và ETH trước sự không chắc chắn hiện tại. Lời kêu gọi bắt nguồn từ nhận định rằng nếu tiền được in ra để giúp duy trì nền kinh tế khi các cuộc đàm phán về nợ trần ngày càng trở nên đáng lo ngại, thì động thái này sẽ càng làm tăng sự mất giá của đồng đô la Mỹ. Các chuyên gia thị trường tin rằng việc in tiền mặt quá nhiều trong thời đại Covid-19 giải thích tại sao đô la Mỹ liên tục mất giá trong những năm gần đây. Một trong số họ, Stanley Druckenmiller, gần đây đã bán khống đô la dựa trên triển vọng giảm giá của nó. Trong một nỗ lực để nâng cao hơn nữa lập luận của mình về lời kêu gọi mua Bitcoin và ETH, nhiều chuyên gia trong ngành đã bày tỏ các nguyên tắc cơ bản trong các tài sản hàng đầu này. Bitcoin có tổng nguồn cung là 21 triệu, sau đó sẽ không có đồng tiền nào khác được sản xuất. Ethereum tạo ra một tiện ích khổng lồ sẽ luôn làm token gốc của nó có nhu cầu nhiều hơn đối với người dùng. Trong khi đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới, vị thế của nó không được đảm bảo trong dài hạn với sự trỗi dậy của các nước trong khối BRICS. Sự không chắc chắn xung quanh nền kinh tế tài chính truyền thống và sự không nhất quán trong các chính sách của ngân hàng trung ương đã đặt Bitcoin và các altcoin khác vào vị trí thuận lợi trong trung và dài hạn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.